Kính thưa quý vị, Campuchia tổ chức buổi tiệc tối cho các lãnh đạo khối ASEAN, tin từ Nam Vang. Lãnh đạo của các nước thuộc khối ASEAN và hàng trăm đối tác trong khu vực tối hôm qua đã thay bộ lễ phục bằng những bộ quần áo vải tơ tằm tham dự buổi tiệc tối tại trung tâm hội nghị đảo Kim Cương ở thủ đô Nam Vang. Dạ tiệc lộng lẫy đã kết thúc một ngày căng thẳng gồm nhiều cuộc đàm phán về vấn đề Biển Đông, là vấn đề đe dọa sự rạn nứt giữa các nước thành viên trong khối ASEAN với cường quốc Trung Cộng. Hôm qua, các nước ASEAN đã bộc lộ sự rạn nứt khi nước chủ nhà Campuchia nói rằng lãnh đạo các nước đã đạt đến một sự đồng thuận là không quốc tế hóa vấn đề tranh chấp Biển Đông. Nhưng Phi Luật Tân đã công khai phản đối tuyên bố này của Campuchia. Trung Cộng cho rằng vấn đề tranh chấp cần phải giải quyết song phương và không thông qua các nhóm trong khu vực. Trung Cộng cũng nhấn mạnh rằng các quốc gia như Phi Luật Tân không nên tìm kiếm sự hỗ trợ bên ngoài từ phía Hoa Kỳ.